Ngày xưa cha thì con thì trở ra thì con tính lên mấy lần rồi nhưng mà thấy quá đông. Rồi ông bao nhiêu tuổi, tên gì, ở đâu? Con tên là Francisco Bùi Hiệp, ở Giang Thứ Định Quán, nó thuộc về trong cái đồi là đồi Mây, dốc Châu An. Thế thì con là ông bao nhiêu tuổi? Con là 67 tuổi. Rồi bây giờ ông được ơn gì, ông vắn tắt kể cho mọi người nghe, vắn tắt ơn gì? Con thì được rất nhiều ơn, nhưng mà con chỉ kể một ơn một, là cái ơn gần nhất ở đây, là cách đây là hồi lễ các linh hồn, để cho cha cùng ông đoàn biết thôi. Còn các cái ơn thứ thì còn là ngày ở lại ngày khác. Thì có một buổi chiều khoảng 6 giờ, thì con ngồi xuống bắt đầu ngồi xuống bình thường, thì cái bệnh của con nó khác lên cái thì nó đau dữ dội. Qua rồi thì con gái nó kêu taxi không kịp, mà nó bỏ lên xe máy, nó chở lên nhà thương. Nó chở lên nhà thương, cái rồi thì nhà thương lại chuyển đến nhà thương Vĩnh Trong. Chuyển nhà thương Vĩnh Trong mà không mà nhà thương Vĩnh Trong lại chuyển lên nhà thương Chợ Rẫy. Nếu con gái nằm ở trên nhà thương Chợ Rẫy mất 7 ngày. Mà trong nằm ở Chợ Rẫy thì họ khám và bảo là vi trùng mạch máu chủ đống vào là vỡ, nó không cho rờ, không cho ai rờ, không cho ngồi lên. Thế thì con nằm nó mất một tuần. Và đến cái ngày thứ năm á, thì quay họ vào họ hội chuẩn thì họ bảo là bây giờ cái này ngủ thì rất là nguy hiểm, ngủ là chết, một là chết mà hai nữa là sống thì chỉ được có 2% sống. Một tiền á thì thấy hết 320 triệu. Rồi vắn tắt rồi sao cuối cùng sao? Thế thì con mới được khi con nó lên nó kể là bác sĩ nói như vậy thì con nó thôi thì cái này thì bây giờ tỉa còn chắc còn chữa được thì chữa, mà không chữa thì thành phố cũng vui lòng. Thế thì ở nhà có một đứa con dâu nó lại biết được tin tức về cha này, để nó đi rồi nhắn tin về cha không biết cho con. Xong rồi thì lại gặp được cái ông thầy ở đó, ông nhắn tin đến là coi như là về ông chữa cho, đừng ngủ nữa. Thế thì con về đây chữa hết có hơn 10 triệu. Thì bây giờ con là tương đối ổn định rồi. Để cảm ơn. Thầy cũng cảm ơn cha và công đoàn đã cầu nguyện cho con rất nhiệt. Hallelujah! Có thể to lên. Hallelujah! To lên Hallelujah! To lên Hallelujah! Đây xin gửi tặng cho một cái máy 570 dặm lòng Chú thương xót nha. Đây xin Chúa chúc lành cho ông. Đó là bây giờ là ở nhà con thì hiện nay cái đồi Mây trong cái gọi là cái chóng, có cái chóng ở cách nhà thứ 60 số đó. Ở trong thì có tổ chức được cái nhóm đọc kinh lòng thương xót tại nhà con. Thì bây giờ chị em hôm nay cũng đi cũng từ đấy đồng. Thì con cũng thấy được đây có mấy người mà cũng là người đâu. Vâng, thì ông tiếp tục làm cho những hạt giống được nhân lên. Đây là cái máy để nghe và đây là cái đĩa DVD chứng nhân. Khi mà nhóm đến nhà đọc kinh á, thì ông mở cho họ nghe, mở cho họ thấy để họ vững tin vào Chúa và cứ như vậy đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Để cho hạt giống được 30, hạt 60, hạt 100. Chúc ông thành công, Chúa cho thành công. Rồi, mời bạn.